xin chào. Sẽ như thế nào khi bạn đi học luôn bị bạn bè nhầm ngó, trêu chọc về ngoại hình của mình? Tuy nhiên, những nhân vật ngay sau đây còn đáng thương hơn gấp bội. Cô bé chim cắt cụt mất cả tay chân hay là cô bé bóng rổ bị khiếm khuyết là những ví dụ điển hình. Những cô bé này chẳng những nghị lực phi thường mà còn làm ra những chuyện khiến nhiều người phải thán phục. Muốn biết cụ thể như thế nào, hãy cùng Xuân Hương xem hết video ngày hôm nay nhé. Những đứa trẻ nghị lực phi thường. Cô bé chim cánh cụt. Bé Nguyễn Hoài Thương là con thứ hai của vợ chồng anh Nguyễn Văn Lợi và chị Trần Thị Cẩm Giang, ngụ ấp Cây Sợp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra không có tay chân, nhưng cô bé Nguyễn Hoài Thương chưa bao giờ cảm thấy mình khiếm khuyết, thậm chí em cảm nhận mình rất đặc biệt. Cô bé Hoài Thương dễ ăn, dễ ngủ và đặc biệt có đôi mắt to tròn, gương mặt bụ bẩm hay cười. Nỗi đau của vợ chồng chị Giang, anh Lợi cũng nguôi ngoai dần khi thấy nụ cười lạc quan của con. Xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới đây, cô bé 11 tuổi thổ lộ. Ba con làm ở công ty in, mẹ ở nhà đi bán cá và thỏ. Con thường phụ mẹ đi bán. Trong các môn học, con thích nhất là vẽ. Con thích vẽ ba mẹ, chị hai và bác sĩ. Con ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo, nhưng con bị khuyết tật nên chỉ ước mơ như vậy thôi. Chị Cẩm Giang kể, khi mang thai, chị đến nhiều bệnh viện, siêu âm 8 lần, nhưng những kết quả thai nhi không có dấu hiệu bất thường. 9 tháng mang nặng đẻ đau, vừa sinh con ra, nỗi đau thể xác chưa hết, chị Giang đã phải đối mặt với một nỗi buồn lớn hơn. Con gái chị không có tay chân như người bình thường. Chị Giang xuất viện, về nhà khóa chặt cửa, không cho ai đến thăm. Đến mấy tháng, đêm nào chị cũng khóc ướt gối. Đâu chỉ có nỗi đau, sự thất vọng, dằn vặt vì sinh con khuyết tật, chị Giang còn phải chịu đựng sự gièm pha của người đời. Khi ấy, chị nhiều lần nghĩ quẩn, chồng chị phát hiện can ngăn. Anh hiền lành, thương con và suy nghĩ tích cực, khuyên chị cố gắng sống vì hai con. Sinh con bình thường nuôi dạy đã khó, nhưng với một đứa trẻ khuyết tật còn khó hơn. Tôi và chồng nhiều đêm ôm nhau khóc, nhưng không bao giờ để con biết. Vợ chồng tôi vẫn may mắn khi Hoài Thương luôn vui vẻ, lạc quan. Chúng tôi lấy đó làm niềm vui, phấn chấn vươn lên cùng con. Chị bộc bạch, ý thức được cơ thể khuyết tật, Hoài Thương luôn tự nhủ, phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng ba mẹ. Ở trường, cô bé có những bạn tốt, nhiều bạn thân thường giúp đỡ, giúp Hoài Thương đẩy xe vào lớp. Ở nhà, cô bé có thể tự làm tất cả những việc như vệ sinh, thay quần áo, chải tóc. Cô bé còn giúp mẹ quét nhà, nấu cơm, xếp quần áo. Những buổi mẹ đi bán, Hoài Thương tự chiên trứng, nấu mì. Cô bé sử dụng hai cùi tay và răng để làm mọi chuyện. Chị thú nhận bản thân hạnh phúc nhất khi Hoài Thương không buồn vì bản thân khuyết tật, luôn nỗ lực trong công việc hàng ngày. Chị nói, một lần tôi đi bán về, thấy con đang chiên trứng. Tôi đứng quan sát, thấy con dùng cùi tay đập trứng, cầm nĩa, nghiêng người để lật trứng. Con vẫn tự làm và không cần tôi hỗ trợ. Con giúp mẹ phơi quần áo. Từ lúc con ra đời đến nay, tôi chưa bao giờ thấy con buồn. Tôi từng hỏi con có bao giờ cảm thấy thiệt thòi vì không có tay chân giống bạn, nhưng con thổ lộ là không buồn. Tính cách của Hoài Thương giống ba, luôn mềm mại, hòa nhã. Hôm nay đến với chương trình, con dặn tôi kiềm chế cảm xúc. Tôi hứa với con, nhưng vẫn rớt nước mắt khi nghe những lời Hoài Thương tâm sự. Chị Giang tiết lộ, Thương là cô bé rất hiếu học. Đến 5 tuổi, mỗi lần đi qua trường mẫu giáo, em đều ngước nhìn vào. Đến 5-6 tuổi, gia đình cố gắng đưa em đến trường. Và rất may mắn, em được trường tiểu học Liên minh Công Nông, xã Tân Hội An nhận vào. Đi học, em lắp chân giả và chế một cái tay giả có đục lỗ tròn để đặt chiếc bút vào. Đối với những đứa trẻ khác, việc có thể học tốt ở trường đã là điều chẳng hề dễ dàng gì. Còn đối với Thương, đó là một sự cố gắng mà có lẽ không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Hoài Thương không có những ngón tay để đếm số, phải dùng que tính, sau này được cô giáo hướng dẫn cách tính nhẩm. Thỉnh thoảng ở lớp, có những bạn nghịch ngợm, chọc ghẹo em bị chất độc màu da cam không có tay chân, nhưng Hoài Thương thổ lộ. Con vẫn kệ, miễn về nhà có ba mẹ là được. Con chưa bao giờ hờn trách ba mẹ đã sinh ra con không lành lặn. Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân nhận xét Hoài Thương mạnh mẽ, hạnh phúc, yêu đời. Cô động viên Hoài Thương bằng câu chuyện của kình ngư không chân Nguyễn Hồng Lợi, người đã đạt 8 huy chương vàng bơi lội và vượt qua số phận có một gia đình rất hạnh phúc. Cô tin Hoài Thương sẽ luôn nỗ lực vững vàng khi trưởng thành. Con chơi đá banh, đá cầu, bơi lội và làm công việc nhà giúp mẹ. Chúng ta nghĩ con có những điều hạn chế nhưng con luôn nỗ lực. Câu chuyện hôm nay minh chứng tình yêu thương của gia đình có thể giúp trẻ vượt qua mọi trở ngại và số phận nghiệt ngã để vươn lên trong cuộc sống. Sau chương trình, chị Cẩm Giang trải lòng. Bất cứ cha mẹ nào cũng có tình thương đối với con cái. Nhưng sinh ra con khuyết tật, cha mẹ khổ một, con khổ 10. Bởi con phải sống với hình hài đó suốt đời.
Vì vậy chị cố gắng làm chỗ dựa cho con, bù đắp cho mất mát về hình hài của Hoài Thương. Bé gái không chân. Sinh ra trong một hình hài thiếu may mắn vì không có chân, nhưng Paige không bao giờ cảm thấy thể chất của mình là một trở ngại cho những nỗ lực trong ước mơ thể thao của cô. Bất chấp mọi khó khăn, Paige Kellendai luôn đam mê thể thao dụng cụ và tham gia các bộ môn thể thao từ khi cô bé mới 18 tháng tuổi. Cô bé chia sẻ với ABC 6 News, cha mẹ em đã đăng ký cho em tập thể dục vì họ muốn em có một sức khỏe tốt. Tuy nhiên vào thời điểm bắt đầu, em đã có một cuộc đấu tranh nho nhỏ. Nhưng sau đó, em bắt đầu khá hơn và bắt đầu luyện tập ở trung tâm. Chúng em bắt đầu làm việc theo thói quen. Kể từ đó, Paige đã nỗ lực luyện tập chăm chỉ để chính thức trở thành một vận động viên. Và hiện cô bé đang tập luyện với đội thể dục dụng cụ ở bang Ohio, miền Đông Bắc Mỹ. Đầu năm 2020, Paige tham gia một đại hội thể thao lớn và cô bé hy vọng sẽ bắt đầu thi đấu trở lại ngay khi các giải đấu được tổ chức. Cô bé nhỏ nói, thể dục dụng cụ là một trong những hoài bão nên em sẽ nỗ lực thực hiện trong một thời gian rất dài và sẽ tiếp tục quay lại lịch trình và thi đấu trở lại. Không chỉ dừng lại ở bộ môn thể dục dụng cụ, vận động viên trẻ cũng có kế hoạch bắt đầu sẽ thử sức với các hoạt động khác như bơi lội, cổ vũ và bắn cung trong tương lai. Cô bé bóng rổ. Khi nhắc về cô bé bóng rổ Tiền Hồng Diễm, người dân Trung Quốc và bạn bè quốc tế vẫn xem cô là biểu tượng của nghị lực phi thường, là tấm gương truyền cảm hứng sống cho giới trẻ. Sinh năm 1996 tại tỉnh Vân Nam, Tiền Hồng Diễm có tuổi thơ không mấy êm đềm vì ngay từ năm lên 4, một tai nạn đã lấy đi đôi chân của cô bé. Không còn có thể chạy nhảy, nô đùa như bạn bè đồng trang lứa, Hồng Diễm từ một nhóc tỳ ngây thơ đã trở nên trầm tính, mặc cảm và thường hay chạnh lòng. Gia đình quá nghèo không thể mua cho Hồng Diễm chân giả. Ông nội đã cắt một phần quả bóng rổ lắp vào thân dưới cháu gái và hai tay chống bằng gỗ để Hồng Diễm phần nào tiện di chuyển. Đôi chân tròn nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành với em. Trong vòng 5 năm, cô bé đã thay đến 8 quả bóng. Biệt danh cô bé bóng rổ cũng ra đời từ đây khi mọi người biết đến hoàn cảnh khó khăn và cảm phục nghị lực phi thường của em. Trong một chương trình phỏng vấn dành cho người khuyết tật, Hồng Diễm chia sẻ món quà muốn nhận nhất vào ngày Tết chính là một trái bóng rổ. Năm 2007, Hồng Diễm được Trung tâm Nghiên cứu Phục hồi Chức năng Bắc Kinh tặng đôi chân giả. Cô bé cũng hoàn thành chương trình tiểu học nhờ vào sự nỗ lực của nhà hảo tâm. Cơ hội tiếp tục mở ra khiến cuộc sống của Hồng Diễm sang trang mới. Cô gái được học bơi và gia nhập câu lạc bộ dành cho người khuyết tật địa phương. Huấn luyện viên Trương, người đã đưa cô đến bộ môn này cho hay. Tiền Hồng Diễm rất có tiềm năng bơi lội, do sử dụng thân trên quanh năm nên sức lực ở cơ tay và cơ bụng linh hoạt hơn người thường. Bởi vậy rất phù hợp để bơi lội. Trải qua quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ, Tiền Hồng Diễm trở thành vận động viên bơi lội tiềm năng, đại diện cho Trung Quốc tham dự các kỳ thi thể thao dành cho người khuyết tật. Năm 2009, nữ vận động viên sinh năm 96 giành một huy chương vàng và hai huy chương bạc tại giải đấu bơi lội quốc gia dành cho người khuyết tật. Cô tiếp tục giành 3 huy chương bạc tại cuộc thi này một năm sau đó. Hồng Diễm chia sẻ về môn thể thao thay đổi cuộc đời mình. Sau tai nạn, tôi không thể chạy nhảy, chơi đùa cùng với các bạn như trước. Nhưng khi ở dưới nước, tôi và mọi người đều như nhau. 20 năm sau tai nạn, những sang chấn về tâm lý, mặc cảm đã được Hồng Diễm bỏ lại ở quá khứ. Hiện tại cô đã trở thành thiếu nữ 24 tuổi xinh đẹp và lạc quan vui vẻ. Năm ngoái, Hồng Diễm chia tay sự nghiệp bơi lội để về công tác tại một trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, cô gái bẽn lẽn thú nhận mình chưa nghĩ tới. Sau khi điểm qua những cô bé siêu nghị lực làm ra những chuyện phi thường, bạn cảm thấy ấn tượng với cô bé nào nhất? Và bạn còn biết thêm những trường hợp nào tương tự không? Hãy comment ngay bên dưới nha! Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!